Có loại nào nhỏ hơn không anh? À vâng, em có rất nhiều size của cái lồng lò xo này. Đây, như trên tay em là cầm lồng lò xo 25 x 45. Đường kính của nó là 25 và chiều dài của nó là 45. Đây là 30, rộng 30, dài 60. Đấy. Còn đây là 40 80, rộng 40 và dài 80 phân. Tích hợp bắt những con cá lớn. Còn đây là loại to hơn nữa này. Loại này là 60 x 1m1 à. Này. À không phải, cái loại này là 50 x 90 thôi. 50 x 90 nha. Đấy. 50 x 90. Còn loại này này mới là to nhất này. Loại to chỉ cần nhất thôi, cái loại to nhất thì em đã giới thiệu rồi. Loại này là 60 x 1m1. Đấy, rất là cao, rất là to. Đấy, loại này thì bắt những con cá khủng luôn. Còn cá chấm cỏ, chấm đen đều vào được hết nè. Ba ba, rùa ếch, ốc đều vào được hết. Nhưng mà thường thường tất cả quý khách á, thường thường người ta chỉ dùng loại này 30 x 60 thôi. Ít người dùng cái loại to hơn. Và em sẽ giới thiệu qua thông số cho các bác xem này. Đây, cái lưới này thì được làm bằng lưới cào PE, hàng của Nhật Bản nha. Đấy, mắt lưới là 2 phân thôi này, và ngón tay trỏ này. Đấy, đó. Đấy, rất là dai. Những con cua hay là con ba ba cắp nó không mà bị rách luôn. Đấy, lưới màu đen nhá, rất là dai chắc chắn. Đấy, nó có thiết kế 2 cửa vào đây đã, khi đã vào là không mà chui ra được này. Đấy. Và nó gập rất là gọn, khi anh em không dùng đến anh em có thể gấp vào. Đấy, gập vào. Đấy, rất là tiện. Và khung sắt của nó được làm bằng sắt mạ kép này, mạ sắt thép không gỉ và rất là cứng, không bao giờ gỉ luôn, rất là cứng. Tùy từng size, nhưng size bé như này thì sắt nó bé, còn những size to như này sắt to hơn này. Đấy, sắt này sắt 3, còn đây sắt 4 này. Đấy, đây này, em có rất nhiều nhiều mẫu kích cỡ cho các bác. Các bác nào lấy lẻ hoặc xỉ thì em đều có nhá. Đấy, nếu bác nào mua thì ấn vào cái giỏ hàng chỗ này cho em này. Đấy, cảm ơn các bác nhé.